giá vàng nhẫn 4 số 9 chiều ngày 4 tháng 3 được nhiều doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh tăng, lên mức cao nhất từ trước đến nay của nhiều doanh nghiệp. Vàng SJC cũng đã tăng trở lại. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 30 phút tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty PNG tăng giá vàng nhẫn 4 số 9 thêm 100.000 đồng, cả hai chiều mua và bán so với sáng nay, lên 65,5 triệu đồng một lượng mua vào và 66,7 triệu đồng một lượng bán ra, tổng cộng tăng 250.000 đồng cả hai chiều mua và bán so với hôm trước. Công ty SJC cũng niêm yết 65,6 triệu đồng một lượng mua vào và 66,8 triệu đồng một lượng bán ra, tăng thêm 200.000 đồng cả hai chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 300.000 đồng cả hai chiều mua và bán so với hôm trước. Đây là mức giá vàng nhẫn 4 số 9 cao nhất từ trước đến nay của hai doanh nghiệp này. Cùng thời điểm tại Hà Nội, tập đoàn Doji niêm yết vàng nhẫn 4 số 9 ở mức 66,7 triệu đồng một lượng mua vào và 67,85 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 200.000 đồng chiều mua và 250.000 đồng chiều bán so với hôm trước. Đây cũng là mức giá vàng nhẫn 4 số 9 cao nhất của doanh nghiệp này từ trước đến nay. Riêng công ty Bảo Tín Minh Châu, sau khi neo giá ở mức đỉnh vào sáng nay ở mức 66,78 triệu đồng một lượng mua vào và 67,98 triệu đồng một lượng bán ra, chiều nay đã điều chỉnh giảm nhẹ 50.000 đồng cả hai chiều mua và bán, xuống còn 66,73 triệu đồng một lượng mua vào và 67,93 triệu đồng một lượng bán ra. Mặc dù vậy, giá vàng nhẫn 4 số 9 của doanh nghiệp này hiện vẫn cao nhất trên thị trường. Sau khi hạ nhiệt vào buổi sáng, giá vàng SJC chiều nay được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh tăng trở lại. Cụ thể, công ty SJC tăng 300.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với sáng nay, lên 78,5 triệu đồng một lượng mua vào và 80,5 triệu đồng một lượng bán ra, tổng cộng tăng 700.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với hôm trước. Công ty PNG cũng tăng 900.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 78,8 triệu đồng một lượng mua vào và 80,7 triệu đồng một lượng bán ra. Tổng cộng tăng 200.000 đồng chiều mua và giảm 300.000 đồng chiều bán so với hôm trước. Cùng thời điểm tại Hà Nội, tập đoàn Doji cũng tăng 300.000 đồng cả hai chiều mua và bán so với sáng nay, lên 78,45 triệu đồng một lượng mua vào và 80,45 triệu đồng một lượng bán ra, tổng cộng tăng 800.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với hôm trước. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều ngày 4 tháng 3 giờ Việt Nam giao dịch ở mức 2.085,22 đô la Mỹ một ounce, tăng khoảng 4 đô la Mỹ so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 62,3 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 18,4 triệu đồng một lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 4 số 9 khoảng 4,8 đến 5,6 triệu đồng một lượng.